Thùy Bình sữa nói gì khi Bình Mô Zoom bị đánh giá 1 sao? Chả có một cái shop nào nó không có đánh giá 1 sao đâu ạ. 1 sao, 2 sao của em không quan trọng. Ai bán hàng chính hãng nó trộn hàng pha kè à? Vì mình đúng cho nên mình không có gì mình phải lăn tăn với bản thân mình trước hết đã. Sao lại có đánh giá 1 sao cho Bình Mô Zoom? Các bạn hình dung việc làm dâu trăm họ, em không thể nào mà làm hài lòng được tất cả mọi người và đặc biệt là bán số lượng lớn ra thị trường. Các mẹ ở nhà, các mẹ làm con dâu của bố mẹ chồng thôi, các mẹ sẽ thấy là không thể hài lòng được. Bây giờ em đi bán hàng phục vụ rất là nhiều người. Trong khi đấy có cả những là gì ạ? Khách hàng là một thôi, đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Làm sao mà tránh khỏi được? Đâu là cố gắng là phục vụ cho các mẹ rất là ok hết rồi, nhưng mà còn mẹ nào không hiểu thì thôi, em bỏ qua tất cả những cái đấy. Các mẹ biết cái link sản phẩm bán chính của em 27.000. 27.000 Bình Mô Zoom bán ra thị trường và cái tỷ lệ đánh giá 1 sao ạ, nó là bao nhiêu? Nó có mười mấy đánh giá 1 sao, nó là chiếm tỷ trọng bao nhiêu ạ? Không thể làm được hài lòng tất cả mọi người nhá. Còn đâu em vẫn ngồi đây ạ, ngồi đây và 4 năm vừa rồi em vẫn cam kết với các mẹ hàng chính hãng 100%. Chả có một cái shop nào nó không có đánh giá 1 sao đâu ạ. 1 sao, 2 sao với em không quan trọng. Các mẹ có thể vào đánh giá thoải mái, với đấy là cái quan điểm cá nhân của các mẹ. Quan trọng là gì? Quan trọng là mang đến những cái sản phẩm chất lượng cho các mẹ. Và quan trọng các mẹ hiểu được. Còn những ai không hiểu bỏ qua đi mua shop khác. Em rất là hoan hỉ cái điều đấy. Nhưng mà em vẫn là gì, em bán hàng chính hãng cho nên là mấy năm nay kể cả bất cứ có bất cứ một thông tin gì ạ, em vẫn rất là yên tâm, bởi vì em không bán hàng pha kê, em không bán hàng giả cho mọi người. Cho nên mọi người nói gì thì em vẫn đúng. Vì mình đúng cho nên mình không có gì mình phải lăn tăn với bản thân mình trước hết đã. Bởi vì so với cái việc là em xây dựng cái thương hiệu để mọi người nhớ đến Bình chính hãng, so với việc là trộn hàng pha kê và bán cho các mẹ, cái việc mà đi lâu dài hơn cho các mẹ nó kiếm ra rất là nhiều tiền hơn là việc là trộn Bình pha kê vào đây bán. Và các mẹ hình dung là khi mà một người ta đã xây dựng thương hiệu rất là lâu như thế mà chỉ có 1-2 trường hợp pha kê thôi, nó sẽ gây sụp đổ tất cả những gì người ta gây dựng. Cho nên là em cũng không dại đến thế. Em không dễ gì em đặt đổ bát cơm mà mình đang ăn ngon cả.